Kỳ Lân xin chào quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ thực hiện clip để hướng dẫn việc tháo mắt dây đồng hồ Rolex chính hãng. Ok, và bây giờ đây là một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng The Me vàng hồng. Và mắt nhuyễn khóa to, khóa dài. Và cái khóa này nó có một cái tính năng là mình có thể làm mắt dự trù được, tăng chỉnh ở đây. Bình thường ví dụ như mình muốn làm dự trù đeo vừa hoặc là thích rộng hơn một chút xíu thì mình sẽ để dư một mắt ở trong này. Mình gấp lại nè. Còn nếu như chúng ta muốn rộng hơn, chúng ta sẽ bung cái mắt ra luôn, kéo dài ra luôn là sẽ rộng hơn. Và bây giờ trước tiên thì Kỳ Lân sẽ thực hiện. Và Kỳ Lân chỉ cần dùng một cây vít chuyên dụng. Coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bên này mình tháo một mắt bên này ha. Lưu ý là cái đầu vít này chúng ta phải xỏ được hết vào cái lỗ của cây đổ dặn nha, để tránh trường hợp nó bị giật chuột ra ngoài. Dặn ngược lại chiều kim đồng hồ, chỉ cần một cây vít chuyên dụng này thôi. Sau đó chúng ta dặn hết ra thì chúng ta rút cái chốt này ra, cái cốt này như thế này, em cầm giùm anh giơ tay ra. Ok. Và chúng ta tiếp tục dặn một mắt nữa để lấy cắt một mắt đi. Vẫn lưu ý là cái đầu vít đút hết vào cái lỗ. Và sau khi dặn hết tua ra, chúng ta chỉ việc rút chỗ này ra. Và lấy cái mắt dư này chúng ta sẽ cắt và bảo quản đi. Đây là phần thép và phần vàng mít với nhau. Rồi sau khi ráp vào thì sau khi lấy mắt ra thì chúng ta sẽ ráp vào. Chúng ta sẽ để ngay vị trí và lấy một cây cốt. Chúng ta lưu ý là để cho ngay hàng thì chúng ta xỏ vào. Khi chúng ta xỏ vào hết được như vậy rồi thì chúng ta mới bắt đầu dặn. Xỏ vào hết thì chỉ dư cái đầu dặn ra một khúc ngắn thôi. Lúc này chúng ta cũng lưu ý là dùng cây vít chuyên dụng để đút vào cái lỗ của cây ti này. Chúng ta lưu ý là đút sâu vào lỗ nha, và dặn đều nhẹ nhàng cái vít. Dặn từ từ ngay, cắm thẳng cái vít xuống để tránh trường hợp trượt. Bị trượt sẽ bị tà cái vít ốc. Sau khi dặn sát xong chúng ta sẽ lấy cái tay, chúng ta rờ thử có cộm không. Nếu mà không cộm láng là đã vào hết rồi. Và nhìn mắt thường chúng ta sẽ thấy. Sau đó chúng ta đeo. Rất đơn giản, rất nhanh gọn lẹ. Trong vòng có tính ra thì nếu mà Kỳ Lân làm không quay clip á, Kỳ Lân thực hiện chắc cỡ tầm 2 phút đổ lại. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào tính năng này nè, tính năng mà dự trù nè. Ở chiếc đồng hồ thì khi Kỳ Lân dùng á, kéo hết ra là không có mắt dự trù nào. Và Kỳ Lân sẽ đeo thử rộng hay không. Nếu cảm thấy rộng quá thì hơi rộng một tí thì Kỳ Lân sẽ xếp mắt dự trù lại. Xếp lại nè, xếp lại nè. Đó, gấp lại một mắt. Đó, là xếp lại một mắt rồi. Và bây giờ thử vừa chưa nha. Wow, hết lúc lắc, vừa kích luôn. Rất là ok, rất là gọn. Và nếu như chúng ta thử đưa cho một người khác đeo mà tay lớn hơn tay Kỳ Lân một chút xíu, hoặc là hôm nay cảm thấy đeo muốn đeo chặt, và khi chúng ta bận một bộ đồ khác chúng ta muốn đeo rộng, thì Kỳ Lân lại tháo ra và chúng ta sẽ bung cái mắt dự trù này ra. Đây, chúng ta chỉ việc là nắc lên thôi. Nắc lên à. Khi nhắn vào, khi gấp lại thì chúng ta nhắn vào, và khi lấy ra chúng ta chỉ việc bung lên thôi là xong. Là nó giãn hết cỡ dây ra và trở nên
dài. Rất đơn giản gọn, chỉ cần một cái vít chuyên dụng. Vâng, vậy là video clip hướng dẫn về cách tháo mắt, tăng chỉnh mắt cho đồng hồ Rolex chính hãng đến đây xin được phép kết thúc. Nếu có cách nào cần những cái vít chuyên dụng thì có thể liên hệ với Kỳ Lăng hoặc là đến với Kỳ Lăng để đội ngũ kỹ thuật Kỳ Lăng thực hiện cho quý khách cũng được. Nói chung là đồ của quý khách mua ở đâu cũng được, cứ đem đến showroom của Kỳ Lăng Luxury để đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp Kỳ Lăng sẽ phục vụ quý khách sẵn tiện vệ sinh đồng hồ cho quý khách, spa đồng hồ cho quý khách luôn. Dịch vụ spa đồng hồ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng sẽ đảm bảo hài lòng tất cả quý khách hàng. Vâng, và cảm ơn quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng cảm ơn quý khách rất nhiều và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. Và hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lăng cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kỳlăngluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury. Hoặc gọi trực tiếp hotline cho Kỳ Lăng số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ hài lòng tất cả quý khách. Trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.